Trân trọng kính mời các bác, các cô chú đại biểu, các thầy cô giáo, các bác phụ huynh cùng toàn thể các bạn chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghiêm! Chào cờ! Chào! Cảm ơn các bác, các cô chú đại biểu, các thầy cô giáo, các bác phụ huynh cùng toàn thể các bạn. Năm 2022 là năm diễn ra đại hội đoàn các cấp, tiến tới đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, huyện đoàn Võ Cày Bắc đã đạt được những thành tựu đáng kể. Trong đó kết quả là sự đoàn kết một lòng, sự nỗ lực phấn đấu của mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi huyện nhà. Nhân dịp ngày hội thiếu nhi khỏe tiến bước lên đoàn hôm nay, thay mặt ban thường vụ huyện đoàn cũng như hội đồng đội huyện, tôi xin phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Mỏ Cày Bắc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 với các nội dung như sau. Thứ nhất, mỗi em đội viên học sinh tham gia vào góp ý văn kiện đại hội đề đạt nguyện vọng chính đáng để góp phần bảo vệ chăm sóc và giúp đỡ thiếu nhi phát triển toàn diện. Vấn đề thứ hai, mỗi liên đội, chi đội thực hiện một công trình măng non chào mừng đại hội đoàn bằng chính công sức của mình, đặc biệt những công trình mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, xây dựng trường học xanh, sạch, năng động. Nội dung thứ ba, mỗi đội viên học sinh phải ra sức học tập, nỗ lực trong học tập, gặt hái được nhiều qua điểm 10, góp phần tô thắm cho vườn hoa làm theo lời Bác của liên đội thêm rực rỡ, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ. Cuối cùng, kính chúc các đồng chí giáo viên trong phụ trách đội cùng các em đội viên học sinh mạnh khỏe, an toàn trong mùa dịch, thi đua dạy tốt, học tốt, có thật nhiều công trình măng non chào mừng đại hội đoàn các cấp.
Chúc ngày hội thiếu nhi vui vẻ, tiến bước lên đòn, thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Câu nói trong thư gửi thanh thiếu niên nhân ngày Tết độc lập đầu tiên tháng Giêng năm 1946 mãi mãi là niềm tin của Bác Hồ vào thế hệ trẻ Việt Nam và cũng là chân lý lịch sử về vai trò của các thế hệ trẻ với lịch sử dân tộc. Đất nước ta đang vào mùa xuân. Mùa xuân của tuổi 20 đổi mới. Cả dân tộc cùng với đội xung kích của mình gồm hàng chục triệu đoàn viên, hội viên, thanh niên đầy tiềm năng và sức sáng tạo đang vươn mình tiến đến tương lai. Gần 100 năm, lửa và hoa, máu và mồ hôi nước mắt đã qua để hôm nay đất nước rạng ngời, hai tiếng Việt Nam sánh vai cùng bè bạn Nam Châu. Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo đạt được những kỳ tích chưa từng thấy, làm nức lòng triệu triệu con người. Trong đó có những cống hiến to lớn của các tầng lớp thanh niên đã được khẳng định và tôn vinh. Họ xứng đáng được gọi là thế hệ kế tục vẻ vang, mang hào khí, cảm tử cho tổ quốc quyết sinh và sẵn sàng năm xung phong của quá khứ oanh liệt vào công cuộc sáng tạo ra xã hội mới hôm nay. Chào thiên niên kỷ mới, chào năm thanh niên, chào mừng những chàng trai cô gái tình nguyện đang hăm hở cùng cả dân tộc viết tiếp những trang sử mới. Ta gặp những chàng trai cô gái ấy từ khắp mọi nơi, trên mọi mũi nhọn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa thân yêu. Biết ơn các bậc tiền nhân đã có công mở nước, luôn nhớ đến cội nguồn, đó là đạo lý của nhân dân ta. Và hơn thế, trong hành trang đi vào tương lai của lớp trẻ hôm nay, quá khứ hào hùng của dân tộc đã từng bao lần cướp giáo giặc, ba lần chiến thắng Nguyên Mông, chôn vùi quân thù xâm lược ở Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa. Đã và sẽ mãi mãi là động lực tinh thần, là niềm tự hào nâng cánh cho bao thế hệ trẻ biến ước mơ thành hiện thực. Tại đền Hùng, Bác đã từng nói, các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Trong suốt bao năm từ khi đặt chân lên đất Việt, thực dân Pháp đã phải đối đầu với ý chí bất khuất của nhiều tầng lớp sĩ phu, nông dân, hy sinh thân mình để bảo vệ tự do và độc lập của Tổ quốc. Hầu hết các cuộc khởi nghĩa cho đến đầu thế kỷ 20 đều bị dìm trong biển máu và để lại những tấm gương anh hùng Hoàng Hoa Thám, Lương Ngọc Quyến, Lê Văn Huân, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, v.v. Cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam đến đầu thế kỷ 20 đang đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối, đòi hỏi phải tìm ra con đường đi đến thắng lợi trong bối cảnh thực dân Pháp đã xác lập được chế độ thống trị trên đất nước ta và sự chuyển biến to lớn của thời đại. Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, người đã tìm ra con đường sống cho dân tộc Việt Nam. Thời điểm lịch sử ấy, người kêu gọi, hỡi Đông Dương đáng thương hại, người sẽ chết mất nếu đám thanh niên già cỗi của người không sớm hồi sinh. Lenin nói, sự nghiệp to lớn của các đồng chí là chuẩn bị cho tuổi trẻ sẵn sàng tham gia cuộc đấu tranh cách mạng và trong việc học tập. Bác đã chủ trì soạn thảo luận cương về thanh niên thuộc địa được Đại hội 4 Quốc tế Thanh niên thông qua. Ngày 15 tháng 10 năm 1956, Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh dự được Bác đến thăm và nói chuyện. Buổi gặp Bác lần ấy đã để lại dấu ấn vô cùng sâu sắc trong lòng thanh niên Việt Nam. Xin hãy một lần nữa nghe người. Chúc cho toàn thể thanh niên, đất nước và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, phấn đấu, mạnh dạn, vui vẻ, tiến bộ. Giờ nếu đại biểu và các cháu có thích nghe kinh nghiệm thanh niên của bác. À, bây giờ bác cũng từng xuất là thanh niên. Bác năm nay là ngoài 60 tuổi, mà năm trước rồi là 66 tuổi. Thế là cái kinh nghiệm thanh niên nó cách 40 năm. Hồi bác
mà vẫn còn thanh niên thì cái tình hình thế giới và tình hình trong nước đang đen tối. Vì không muốn là không được nhìn cái dân tộc bị nô lệ như thế, thì B là đi đến nhiều nước ngoài, làm nhiều thứ nghề để sống. Mà sống làm gì? Là sống để tìm con đường cách mạng. Lúc B đã ngoài 25 tuổi thì chưa biết nói đảng là cái gì, mà càng không biết đoàn là cái gì. Cái lúc đấy mình phải đi tìm tòi, đi mò rờ thế này. Nhờ cái ảnh hưởng cách mạng tháng 10 và ảnh hưởng cách mạng Trung Quốc, thì phong trào cách mạng ta tiến mạnh, thì cái lúc đấy đảng mới ra đời, đoàn thanh niên mới ra đời. Tháng 6 năm 1924, tiếng bom xa điện của Phạm Hùng Thái trong tổ chức Tâm Tâm Xã mưu sát toàn quyền Mác Lanh đã là hồi kèn thúc giục thanh niên Việt Nam dấn thân trên con đường tranh đấu. Cuối năm 1924, với trọng trách là ủy viên trong bộ phương Đông của Quốc tế Cộng sản, Bác về Quảng Châu, người bắt tay vào việc chuẩn bị xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Với tư duy hết sức sáng tạo và sự am hiểu sâu sắc tình hình các thuộc địa, trong đó có Việt Nam, người sáng lập các hội cách mạng thanh niên Việt Nam, mà việc đầu tiên là mở trường huấn luyện, đào tạo đội ngũ những người cách mạng trẻ tuổi từ trong nước ra học. Hội cách mạng thanh niên là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đi liền với việc chuẩn bị xây dựng đảng kiểu mới, người bắt tay chuẩn bị xây dựng tổ chức đoàn, đội hậu bị của đảng cũng từ phương thức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nòng cốt. Các lớp học cho thanh niên liên tiếp được tổ chức, trong đó có một lớp đặc biệt dành cho 8 thiếu niên là con em các gia đình yêu nước từng tham gia chống Pháp. Chính 8 thiếu niên này sau đã trở thành 8 đoàn viên đầu tiên đi vào lịch sử của đoàn và phong trào thanh niên nước ta. Lê Hữu Trọng, bí danh Lý Tử Trọng, Đinh Trương Long, bí danh Lý Văn Minh, Vương Phúc Thoại, bí danh Lý Phúc Chất, Hoàng Tử, bí danh Lý Anh Tử, Ngô Chí Thông, bí danh Lý Chí Thông, Ngô Hậu Đức, bí danh Lý Phương Đức, nữ, Nguyễn Thị Tích, bí danh Lý Phương Thuận, nữ, Nguyễn Sinh Thản, bí danh Lý Nam Thanh. Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bài giảng của Bác Hồ tại các lớp huấn luyện được tập hợp in thành sách với tên chung là Đường Cách mệnh. Đường Cách mệnh cùng báo thanh niên trở thành vũ khí chiến đấu của những người cách mạng Việt Nam, đã được đưa về nước suốt ba miền Bắc, Trung, Nam vào đồn điền, hầm mỏ, xưởng máy theo chủ trương của Đảng, góp phần đắc lực vào việc chuẩn bị tư tưởng, lý luận và tổ chức cho việc thành lập đoàn, thành lập đảng. Lý luận cách mạng đi sâu vào quần chúng với mục đích phát động lòng yêu nước, căm thù giặc, đặc biệt là với thanh niên, bồi dưỡng quyết tâm đánh đuổi quân xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Tháng 10 năm 1930, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất họp thảo luận và thông qua án nghị quyết về Cộng sản thanh niên. Hội nghị do đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, mới 26 tuổi chủ trì. Án nghị quyết chỉ rõ, từ khi phong trào cách mạng nổi khắp trong xứ, chúng ta thấy quần chúng thanh niên tham gia rất hăng hái. Những cuộc bãi công và biểu tình trong năm nay tỏ rõ rằng thanh niên lao động đã thành một lực lượng cách mạng rất quan trọng, không thể không kể tới được. Cộng sản thanh niên đoàn là đại biểu độc nhất của đám thanh niên công nông, của tất cả đám thanh niên thành phố và nhà quê. Đoàn đại biểu cho quyền lợi của thanh niên lao động và tranh đấu để bênh vực những quyền lợi ấy. Tháng 3 năm 1931, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 họp tại Sài Gòn. Một lần nữa, Đảng nhấn mạnh đến công tác thanh niên và xây dựng đoàn thanh niên Cộng sản. Lập tức, các đảng bộ địa phương phải mau mau tổ chức ra đoàn, đốc thúc chi bộ tổ chức cơ quan báo chương về việc vận động của đoàn và phải chỉ đạo cho các chi bộ mới thành lập của đoàn và bắt đầu khẩu hiệu của thanh niên và hiệu triệu quần chúng. Ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngày cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2 này, được Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 3 tháng 3 năm 1961 quyết định lấy làm ngày thành lập đoàn hàng năm. Lý luận cách mạng đã trở thành phong trào cách mạng. Xô Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách mạng năm 1930-1931. Bài ca Thanh niên xích vệ của hàng nghìn đoàn viên thanh niên Cộng sản là tiếng ca bi tráng xé toạc đêm đen nô lệ. Chúng ta là thanh niên xích vệ, chúng ta là đội xích vệ của ngày mai.
sinh trưởng nơi đớn đau khôn cùng, chúng ta thề quyết đấu tranh, một là toàn thắng, hai là hy sinh. Lý Tử Trọng là một trong 8 đoàn viên về Nam Bộ hoạt động. Lý Tử Trọng nổ súng giữa Sài Gòn diệt tên mật thám Le Grand, và sự hy sinh của anh là vì con đường đã chọn, con đường cách mạng. Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác. Nhiều tầng lớp nhân dân, đi đầu là đông đảo thanh niên, công nhân, nông dân, trí thức được tập hợp dưới ngọn cờ của Đảng. Ngọn lửa của các phong trào đấu tranh chống kẻ thù xâm lược vẫn âm ỉ cháy và chờ thời cơ là bùng cháy trở lại. Thực hiện chủ trương của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản đưa một lực lượng lớn ra hoạt động công khai nhằm tập hợp được nhiều thanh niên yêu nước hơn nữa. Trong các hội truyền bá quốc ngữ, nhóm nghiên cứu chủ nghĩa Mác phát hành hàng loạt tờ báo như Bạn Dân, Thế Giới, Mới ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn, nhằm dấy lên các phong trào đấu tranh và khơi dậy tinh thần yêu nước trong giới trẻ. Hàng trăm cuộc meeting biểu tình khi phái đoàn do Goda dẫn đầu sang điều tra tình hình ở Đông Dương và đưa ra các bảng dân nguyện. Tiêu biểu là người bí thư thành đoàn đầu tiên của Huế. Những bài thơ của Tố Hữu làm rung động những trái tim yêu nước của bao chàng trai cô gái. Từ ấy, trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Thời kỳ sôi nổi này được kể lại. Ngay cái thời chúng tôi còn trẻ, như hoạt động ở đây, ở Hà Nội này, năm 36, 39 ấy, thì lực lượng thanh niên vẫn là quan trọng nhất. Mà giác ngộ, cho nên cái đấu tranh trong mặt trận, lúc bây giờ gọi là mặt trận bình dân ấy, thời kỳ dân chủ 36 và 9 ấy, lực lượng thanh niên ở trong các cái hội ái hữu vẫn là nòng cốt. Như vậy là từ luận cương về thanh niên thuộc địa của Đại hội 4 Quốc tế Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc chủ biên tháng 7 năm 1924 tới tháng 10 năm 1930 với bản nghị quyết về thanh niên cộng sản, rồi hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất, hội nghị Trung ương Đảng lần thứ hai tháng 3 năm 1931, thanh niên Việt Nam đã thực sự lớn mạnh, trở thành một lực lượng xung kích của Đảng trong tiến trình cách mạng, có mặt ở hàng đầu các phong trào đấu tranh khốc liệt nhất. Cao trào 1930-1931 và Nam kỳ khởi nghĩa 1940. Trong cuộc đấu tranh ấy, có biết bao nhiêu đoàn viên thanh niên ưu tú đã bị địch bắt giam, tù đầy và hy sinh anh dũng trong lao tù đế quốc. Trực diện đương đầu với bộ máy đàn áp của chính quyền thực dân, các chiến sĩ yêu nước, cách mạng mà tiêu biểu là những chiến sĩ cộng sản đã nêu cao ý chí chiến đấu, làm thất bại âm mưu đen tối của kẻ thù. Ngược lại tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, kiên quyết, khôn khéo và sáng tạo trong đấu tranh, các chiến sĩ cộng sản đã biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng. Nhiều chiến sĩ cộng sản đã trưởng thành về chính trị, đạo đức và tích lũy được nhiều kinh nghiệm đấu tranh cách mạng, tri thức văn hóa, lý luận và luôn tìm mọi cách vượt ngục trở về tiếp tục chiến đấu. Nhiều đồng chí sau khi thoát khỏi ngục tù đế quốc đã trở thành lãnh tụ của Đảng. Cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cộng sản trong các nhà tù đế quốc là một bộ phận khăng khít của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Tên tuổi những đoàn viên, đảng viên, thanh niên cách mạng kiên trung, bất khuất trong ngục tù đế quốc được Tổ quốc vinh danh đời đời. Tháng 9 năm 1940, phát sinh Nhật xâm lược Đông Dương. Thực dân Pháp bị khuất phục nhanh chóng và cùng phát sinh Nhật gây nên những tội ác tột cùng với nhân dân Việt Nam, dẫn đến nạn đói năm 1945, làm 2 triệu đồng bào ta chết đói. Tháng Giêng năm 1941, Bác Hồ về nước để cùng Trung ương Đảng ta trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Tại Bắc Bó, Cao Bằng, tháng 5 năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng đã họp do Bác thay mặt Quốc tế Cộng sản chủ trì. Hội nghị hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược trong thời kỳ mới, sáng lập ra Việt Nam Độc lập Đồng Minh Hội, tức Mặt trận Việt Minh. Hội nghị nêu rõ vai trò trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cứu Quốc trong cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc.
Từ Cao Bằng, một lớp cán bộ phần lớn còn rất trẻ được Bác đào tạo bồi dưỡng đã tỏa về các địa phương tuyên truyền đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc, khẩn trương chuẩn bị cho các cuộc khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 được truyền đạt vào Trung bộ và Nam bộ. Các thành phố Huế, Sài Gòn cùng các tỉnh phía Nam khẩn trương xây dựng tổ chức đoàn thanh niên cứu quốc. Học sinh, sinh viên Hà Nội, Huế, Sài Gòn dấy lên phong trào, xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu. Khắp các nẻo đường đất nước vang lên những bài ca hùng tráng, lên đàn, tiếng gọi thanh niên. Sách báo cách mạng giai đoạn này đã cổ vũ thanh niên về với chân giá trị của dân tộc, góp phần chống lại những luận điệu cần lao, gia đình, tổ quốc, Pháp Việt phục hưng, lừa bịp của toàn quyền đờ cu và thuyết Đại Đông Á của Nhật. Người thiếu niên anh hùng Nông Văn Dền được Bác trực tiếp đào tạo, trở thành người đội viên nhi đồng cứu vong đầu tiên đưa đường cho Bác trong những ngày đầu Bác về nước hoạt động lãnh đạo cách mạng. Kim Đồng đã anh dũng hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ bảo vệ cán bộ. Tên anh và hình ảnh anh mãi mãi là niềm tự hào của nhiều thế hệ thanh thiếu niên trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng Việt Nam. Tháng 8 năm 1944, theo chủ trương của Đảng, Tổng bộ Việt Minh kêu gọi và phát động phong trào sắm vũ khí, đuổi thù chung. Đoàn Thanh niên cứu quốc và các tổ chức cứu quốc trong mặt trận Việt Minh đã nhiệt liệt hưởng ứng. Phong trào xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ địa và chuẩn bị khởi nghĩa được đoàn coi là nhiệm vụ hàng đầu của tất cả đoàn viên thanh niên. Thời kỳ phát triển cuộc đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị của nhân dân ta, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động giải phóng dân tộc trong cả nước đã đến. Việt Nam cứu quốc hội từ miền núi, đồng bằng và trong sào huyệt của giặc đã tập hợp thanh niên với tôn chỉ như lời hiệu triệu. Hội hết thảy các phần tử ái quốc Việt Nam để mưu lợi ích cho thanh niên, để cùng với các đoàn thể khác đánh Pháp, đánh Nhật, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập. Đoàn kết lại, giải phóng đất nước. Khi mà thời cơ đến cả thì cái đoàn thanh niên, các cái đội thanh niên tuyên truyền chúng ta thành diệu ấy, là hầu hết là thanh niên. Thế thì là vào hoạt động một cách rất là công khai, nghĩa là vũ trang hoạt động, và ta gọi là tuyên truyền vũ trang đấy, tức là một cách rất công khai, sôi động cả Hà Nội đấy, để tạo ra một không khí, tức là cả Hà Nội, nhân dân Hà Nội là biết về Việt Minh, theo Việt Minh và ủng hộ Việt Minh. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật hất cảng Pháp đúng như dự đoán của Đảng ta. Thời cơ đã chín muồi. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 3 năm 1945, Ban Thường vụ Trung ương họp ở làng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh và ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Từ đây trở đi, cách mạng Việt Nam đã chuyển lên thành cao trào và những cuộc khởi nghĩa từng phần liên tiếp nổ ra ở nhiều địa phương. Ngày 13 đến 15 tháng 8 năm 1945, Hội nghị Toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào với nhận định cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại hội Quốc dân Toàn quốc cũng họp tại Tân Trào và lệnh tổng khởi nghĩa được phát ra. Đồng chí Vũ Anh kể lại. Là đại Hà Nội được một cái đoàn đại biểu, mà đại biểu đó thì gồm 5 người, thì do là bây giờ nhìn lại là toàn thanh niên hết. Đấy, toàn thanh niên hết, tôi là trưởng đoàn, thì bây giờ tôi 21 tuổi. Đấy như thế. Thế anh Vũ Quang là một trong đoàn viên, thì anh Vũ Quang kém tôi 2 tuổi, thì bây giờ là 19 tuổi. Thế thì đấy là Hà Nội, là đoàn đại biểu nhân dân Hà Nội, nhưng mà toàn là thanh niên hết. Lòng yêu nước, quyền chiến đấu cho nội dung ta, dậy lên mau với ai dân tộc Việt Nam. Giờ tổng khởi nghĩa giải phóng toàn bộ đất nước đã điểm, 20 triệu đồng bào cả nước đứng lên giành chính quyền về tay nhân dân. Đoàn viên thanh niên cứu quốc đã thành một lực lượng hùng hậu, gần 30.000 đoàn viên thanh niên có mặt ở hàng đầu, làm nhiệm vụ xung kích, giữ vai trò nòng cốt trong cao trào khởi nghĩa của quần chúng. Sáng sớm ngày 19 tháng 8,
cả Hà Nội vùng lên. Quần chúng cách mạng dẫn đầu là những đội tự vệ chiến đấu trẻ tuổi đã nhanh chóng làm chủ thành phố. Chỉ trong 10 ngày, 25 triệu đồng bào cả nước đứng lên làm chủ vận mệnh Tổ quốc. Chặng đường lịch sử từ năm 1925 đến cách mạng tháng 8 năm 1945. Chỉ có 25 năm, song đất nước ta đã diễn ra nhiều sự kiện trọng đại. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng đội quân xung kích của Đảng là đoàn thanh niên theo tư tưởng và đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đường lối đúng đắn, quyết định thắng lợi hoàn toàn của cách mạng tháng 8. Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trình trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Ngọn cờ thấm máu những người cộng sản trẻ tuổi tung bay trên đất Đại Việt xưa đã mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Bạn có nhận ra khi học tập và lớn lên tại đất nước Việt Nam xinh đẹp, mỗi công dân chúng ta đều phải trải qua những giai đoạn trưởng thành khác nhau. Khi học cấp 1, các em học sinh được rèn luyện giáo dục để trở thành đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, khắc khăn quàng đỏ và mang huy hiệu măng non. Qua tuổi thiếu nhi, những ai dành tình cảm với công tác đội lại tiếp tục gắn bó với vai trò tổng phụ trách đội và có thể trở thành nghề nghiệp dài lâu. Không chỉ vậy, khi bạn đủ 16 tuổi, bạn lại được giới thiệu vào tham gia sinh hoạt tại địa phương dưới màu áo của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên. Nếu bạn vào học trong môi trường đại học, cao đẳng, khi chính thức được gọi là sinh viên, cũng là lúc bạn được trở thành hội viên Hội Sinh viên Việt Nam. Nhưng dù bạn có là đội viên hay hội viên, dù bạn sinh hoạt ở bất cứ đâu, chỉ cần trong độ tuổi thanh niên từ 16 đến 30, bạn đều sẽ được giới thiệu tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, môi trường rèn luyện và trưởng thành của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và ôn lại những điều thú vị về tổ chức của riêng thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập này nha. Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Tháng 10 năm 1930, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đề ra án nghị quyết về công tác thanh niên vận động. Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai họp tại Sài Gòn, thấy được sự lớn mạnh và tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức thanh niên, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt như các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của đảng phụ trách công tác đoàn. Trước sự phát triển và lớn mạnh của đoàn, trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức đoàn cơ sở với hơn 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành hệ thống đoàn xã, huyện lên đến tỉnh. Đến cuối năm 1931, số lượng đoàn viên trong cả nước lên đến hơn khoảng 2.500 đồng chí. Được Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phép, theo đề nghị của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 đến 25 tháng 3 năm 1961 đã quyết định lấy ngày 26 tháng 3 năm 1931 làm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản. Những chặng đường phát triển vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trải qua quá trình phát triển và trưởng thành, tổ chức Đoàn Thanh niên đã có 7 tên gọi phù hợp với vai trò trong từng giai đoạn lịch sử khác nhau. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương từ năm 1931 đến năm 1936. Ngay từ giai đoạn thành lập vào năm 1931, phong trào cách mạng được định hướng đoàn kết sức mạnh của cả khu vực Đông Dương. Đảng ta mang tên Đảng Cộng sản Đông Dương. Do đó, tổ chức Đoàn Thanh niên cũng gắn liền với tên gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương từ năm 1936 đến năm 1939. Tháng 7 năm 1936, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xác định đường lối, phương pháp tổ chức và đấu tranh cách mạng trong thời kỳ mới. Đảng đã nâng cao các hoạt động đẩy mạnh quyền dân chủ và chuyển hướng từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh hợp pháp và bán hợp pháp. Đoàn đã nhận nhiệm vụ trọng tâm của Đảng giao cho là tích cực vận động thanh niên đấu tranh chống thực dân đế quốc, đòi quyền dân chủ, giành các quyền chính trị kinh tế, nên đổi tên thành Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương từ năm 1939 đến năm 1941. Tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, việc chống đế quốc được Đảng xem là nhiệm vụ hàng đầu. Đoàn được chỉ đạo chuyển vào hoạt động bí mật và thành lập mặt trận Phản đế Đông Dương với nhiệm vụ vận động thanh niên chống đế quốc, đánh đổ phát xít, giải phóng dân tộc, gắn liền với tên gọi Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương. Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam từ năm 1941 đến năm 1956. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước để cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng họp tại Cao Bằng thông qua quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh và các hội cứu quốc, trong đó có Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam. Trong suốt chặng đường từ năm 1941 đến năm 1956, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam đã đóng góp to lớn, kể cả hy sinh xương máu, cùng dân tộc vùng dậy trong cách mạng tháng 8, lập nên nhà nước Dân chủ Cộng hòa, gắn liền với sự kiện lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Năm 1951, Đảng đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam. Phong trào tổng quân giết giặc lập công phát triển khắp mọi nơi, và đỉnh điểm giữa ta với giặc là chiến dịch Điện Biên Phủ mang lại thắng lợi vẻ vang vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp thành công. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, ta tiến hành ký hiệp định Geneva chia đôi đất nước tại vị tuyến 17, tạo nên hai nhiệm vụ: miền Bắc bắt tay vào cuộc kiến thiết đất nước, miền Nam đánh giặc thống nhất đất nước. Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam từ năm 1956 đến năm 1970. Trước tình hình và nhiệm vụ chính trị mới của đất nước đặt ra, ngày 19 tháng 10 năm 1955, theo đề nghị của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra nghị quyết đổi tên đoàn thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Tại miền Nam là các hoạt động bí mật, miền Bắc là các hoạt động công khai tăng gia sản xuất, đảm bảo là hậu phương lớn cho chiến trường Việt Nam. Trong giai đoạn này, tuổi trẻ miền Bắc tổ chức thực hiện phong trào Ba Sẵn Sàng. Thanh niên miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam sôi nổi với các hoạt động trong phong trào Năm Xuân Phong. Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh từ năm 1970 đến năm 1976. Trong giai đoạn này, cả đất nước chúng ta phải chịu một mất mát rất lớn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt toàn dân tộc vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, nhằm tưởng nhớ đến người và lấy người làm tấm gương để biến đau thương thành hành động. Đoàn đã đề nghị được mang tên Bác Hồ kính yêu. Cả nước cùng hướng về tiền tuyến, miền Bắc chi viện gần 200.000 bộ đội, cán bộ, công nhân kỹ thuật, đặc biệt là lực lượng thanh niên xung phong cho miền Nam. Miền Bắc đã góp sức rất lớn để nâng cấp tuyến đường vận tải chủ lực trên đường mòn Hồ Chí Minh, đưa người và hàng hóa vào miền Nam, góp phần làm nên thành công chiến dịch mùa xuân năm 1975, hoàn thành sự nghiệp giải phóng đất nước. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ năm 1976 đến nay, với thắng lợi vĩ đại mùa xuân năm 1975, đất nước đã hoàn toàn thống nhất. Ngày 25 tháng 4 năm 1976 đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội và đổi quốc hiệu nước ta thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo con đường mà đất nước ta đang chọn. Và tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ tư năm 1976 cũng đã quyết định đổi tên đoàn thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và tên gọi này được duy trì cho đến tận ngày hôm nay.